mình sẽ đi từ Nguyễn Thiện Thập, từ Quỳnh Tấn Phát ha, ra cho tới Nguyễn Hữu Thọ luôn, qua cầu Hiêm Lam. Rồi thì cũng giống như những lần khác thì mình phải chọn cái chiều ánh sáng. Bữa nay buổi sáng thì mình phải đi cái chiều này cho nó đẹp ha, thì cùng chiều ánh sáng. Rồi bác, từ đây là cái đường Con Lương ha, rồi sẽ chạy hoài ra luôn ha, cho ra tới Nguyễn Hữu Thọ luôn. Bắt đầu thuê nhà quá trời luôn á. Ồ, một Sài Gòn đi chỗ nào thấy bạn cho thuê nhà hết. Rồi đây là cầu Đa Khoa ha, bắt qua một cái rạch nối dài trong cái rạch thì tiêu chạy ra cho đến chỗ này là chạy gần xuống với cây giao với kinh tẻ của sông Sài Gòn luôn á nha. Đó, chỗ này hướng này chạy xuống nè ha, qua khu vực Tân Thuận nè, rồi qua ngay cầu Tân Thuận á để đi ra chỗ giao với sông Sài Gòn luôn. Và bên đây là Nguyễn Nhân Linh nè. Rồi giao lộ với Nguyễn Văn Linh ha, giao lộ đường Nguyễn Linh này rất là to rồi, hướng này là chạy xuống khu chế xuất Tân Thuận, rồi đi cảng luôn, cảng Tân Thuận luôn nha. Thank you.
Trần Dương Thọ này ha, có giao lộ với đường Lâm Văn Bèn. Lâm Văn Bèn là chạy từ đây ra cho Trần Dương Thọ nha. Phía bên này là Phú Mỹ Hưng này nha, phía bên này là Phú Mỹ Hưng. Mà đường lớn nha, bên tay trái này là Phú Mỹ Hưng nè, đó đi vào Phú Mỹ Hưng, rồi bên đây là các đường vào trong khu Tân Quy, chợ Tân Quy rồi ha, đường bắt đầu lên như đường số 40 nè.
mát mát ha, ra khu này luôn. Rồi bây giờ cà phê Phúc Long là nổi lên ha, đâu thấy cà phê muối Phúc Long hết. Rồi chỗ này trước đây là chỗ ăn nhậu dữ lắm, mà bây giờ Zalo sòng đồ cầu tan hoang rồi ha. Rồi đoạn này có những cây dừa kiểu ha, dừa kiển rất là cao, cũng là đoạn Nguyễn Thị Thập luôn. Và khu này là gọi là khu phố nhà giàu ha, có căn nhà những triệu đô ha, những góc phố này là có căn triệu đô á, triệu đô là khoảng 23 tỷ, 25 tỷ Việt Nam bữa nay nha. Rồi cũng xuất hiện những bảng hiệu nhà cho thuê ha, góc phố nhà triệu đô hè phố rồi cũng bắt đầu là tơi tả rồi ha, hai bên cũng rác rồi. Bây giờ buổi sáng chủ nhật chạy xe mát mẻ ha. Nhà bán ha, góc phố. Rồi thỉnh thoảng người ta cũng hay để những cái bảng nhà bán nhà đó, rồi có số điện thoại á, lâu lâu mình cũng phí vài cuộc đó mình gọi thử chào giá thì người ta nói giá 20-30 tỷ, 16 tỷ được không à, mấy cái khu này á. Ôi chỗ này rồi ha, đất bán còn quá trời luôn nè ha. Rồi thông qua kênh của mình đó ha, mọi người có thể nhìn những cái số điện thoại này ha, ví dụ nhà cho thuê nè, rồi các bạn có thể gọi là biết người ta cho thuê quá trời luôn nè ha. Ồ bên này có nhà đẹp nè ha, góc phố triệu đô á. Rồi review lại cái đoạn này xíu ha. Bắt đầu là chuẩn bị lên cầu Hiêm Lam nha. Bên kia qua cầu Hiêm Lam là Bình Chánh, sông sông Bình Chánh. Rồi tới đây là hết đường Nguyễn Thị Thập nha, của quận 7. Rồi bên kia xuất hiện bản nhà cho thuê nè ha. Sài Gòn này phía đâu này cũng thấy nhà bản nhà cho thuê. Rồi tới đây là hết đường Nguyễn Thị Thập ha. Rồi bắt đầu là lên cầu Hiêm Lam để qua khu trung tâm Bình Chánh rồi đi quận 8 mà được luôn nha. Rồi cầu Hiêm Lam hả, bắt đầu từ đường Nguyễn Thị Thập, mình đi hướng đường Nguyễn Thị Thập. Rồi cầu Hiêm Lam này sẽ bắc qua kênh Rạch Ông, và nó cũng ngoài kia là cầu Tăng Tiến Soạn, và phía dưới này là cầu Ông Lớn, cầu Bắc Hải Kênh Nguyễn Linh. Tính qua bắc Hải Kênh Rạch Ông thì có ba cái cầu hả, ngoài trên đường nối đường Nguyễn Phạm Thế Hiển và Tăng Tiến Soạn thì có cầu Rạch Ông. Rồi nối khu Trung Sơn và Nguyễn Thị Thập thì cầu này ha, cầu Hiêm Lam, cầu Hiêm Lam. Rồi còn nối quận 7 và khu Trung Sơn ngoài đường Nguyễn Như Linh là cầu ông Lớn ha.
hồ bên này còn mấy khu đất trống ha.